Hi, welcome back to my channel. Stars gonna go. Ok, và mình sẽ xem xin kia đàn ông. Bây giờ mình sẽ chụp kiểu ảnh cuối cùng. Nhạc cầu, let's go. Rồi, chụp rồi. Và bây giờ thì các bạn sẽ phi vào trong ngôi nhà kia. Một ngôi nhà đổ lát và ngôi nhà này đã bị ông ta xử lý rồi. Bây giờ thì mình sẽ chụp vào trong. Yeah. Rồi. Let's go. Back to Zocas. Các bạn sẽ phải quay về chiếc xe ô tô. Và chiếc xe ô tô đó thì ở ngay lúc đầu các bạn, khi các bạn làm được cái này mà không biết có gì không, không biết có thoát được khỏi đây không. Yeah. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ hai. Let's go. Thank you.
Thôi, ông này bắt đầu vừa mới tỉnh dậy. Xem ông ta có tỉnh dậy không. I see you này. Đã tỉnh dậy và bà ta đứng ngay dưới rồi, không kịp làm gì. Phải tiêu diệt bà ta thôi. Valoskai. Oh, Zinba. Okay. This is no dream. It's really happening. Trong thời gian này thì các bạn sẽ phải đi tìm tất cả 5 chiếc chìa khóa. Thank you.
dream. It's really happening. Tại mình đã có 3 chiếc chìa khóa rồi và chỉ cần 2 chiếc chìa khóa nữa thôi là lúc này các bạn sẽ hoàn thành được tựa game này. Oh man, chìa khóa thứ 4. Wow, cánh tay của ông ta đang sang ra ngoài. Nếu các bạn chỉ cần đứng một tí thôi là ông ta sẽ bắt đội ngay. Tiếp tục mình sẽ đi vào trong đây xem có gì không. Khu sân bóng rổ, wow, rất là rộng. Nhảy xuống đây nào. Ping. Oh my gosh, wow. Ok, bị anh chàng này bắt đi rồi. Và tiếp tục Peter Grandi.
Victor Hope lại không? Ok. Continue. Trong cái game này thì các bạn sẽ phải về trên chiếc giường của mình làm sao để Mito ông ta không phát hiện ra các bạn. Ok. Tiếng chuyện của ông ta đang gần đây. Wow. Bây giờ nhảy qua dễ bị bắt ngay. Wow, ông ta kia. Chạy thôi. Ok, đã thành công. Rồi, và tôi game tiếp theo. Room 66. Xếp ngay ngắn trên chiếc giường rồi. Ok, thì mình sẽ chết. Và bây giờ thì mình sẽ ăn máy luôn. Oh my god. Rồi, Granny Chapter 1. Oh my god. Vướng cái này đâm ra không thể đi nổi. Wow 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 wow. Khá là cay. Và bây giờ thì sẽ là tựa game thứ 8. Play. Back room. Cái này đi. Wow.
là luôn luôn phải ấn nút này. Và đây là gì? Tăng tốc mạnh hơn. Hãy nút nhẩn. Có điều cái nút ấn của nó hơi xa một chút các bạn nhé, cho nên các bạn phải cẩn thận. Mà càng nhanh như thế này thì tốc độ tìm các bạn càng khó luôn. Trong tương lai này có thể là các bạn sẽ phải chạy khỏi những backroom, càng sống lâu càng tốt. Và rất nhiều backroom trong này. Và rất nhiều backroom luôn. Các bạn sẽ phải chạy xung quanh. Đó là một ô vuông, ô bàn cờ. Oh my god. Wow, 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 wow. Đó, cứ như thế và các bạn sẽ chạy xung quanh càng sống lâu càng tốt. Chạy thoát khỏi những bedroom này. Cứ đi từ trái sang phải thôi. Xong lại từ trái sang phải. Lúc đó thì các bạn sẽ không thể nào mà bị bedroom bắt được. Ok. Rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. Which room it keep from? Let's go. Oh my gosh. Ha 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 ha!
Slender Rising. Trong tựa game Slender Rising này thì các bạn sẽ phải đi tìm những bức hình trong map bản đồ này. Ở đây có rất nhiều những map bản đồ và các bạn có thể lựa chọn cho mình những map bản đồ nào mà các bạn muốn chơi. Khi đó thì các bạn sẽ vào và tìm kiếm tất cả những bức hình ở trong tựa game này. Và những bức hình đó thì sẽ tìm và rà soát. Các bạn sẽ phải gom lại tất cả là 7 bức hình. Khi đủ 7 bức hình thì các bạn sẽ hoàn thành được tựa game này và thoát khỏi sự bám đuổi của Slenderman. Ông ta rất là kỳ dị và các bạn càng tìm nhiều thì ông ta sẽ xuất hiện càng nhanh. Trong tựa game này thì khi gặp ông ta, các bạn sẽ phải quay đi thật nhanh và chạy đi luôn. Chỉ nếu các bạn chỉ cần nhìn ông ta một lúc thôi, lúc đó các bạn sẽ bị ông ta bắt ngay. Tiếp tục tìm xung quanh. Ở đây gần có đây. Một bức hình. Bình đầu tiên. I see from. Ông ta đó. Các bạn sẽ phải quay đi vừa. Oh my gosh. Wow. Đó. Vì khi đứng yên thì các bạn sẽ bị ông ta bắt ngay. Oh my gosh. Ok. Được một bức hình thì đã bị ông ta tiêu diệt rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng. Oh, hear how. With respect to the issue of evil, ngôi nhà của ông ta khá là rộng nha. Đây là một chiếc kim. Một chiếc kim bẻ. Đây là một đoạn dây. Oh my gosh. Wow.